Thầy chào mừng thầy cô và các em đến với buổi học hôm nay nhé. Trước khi vào bài học, các em và thầy hãy tìm những câu tục ngữ, thành ngữ nói về sự tức giận nhé. Các em có một phút. Rồi, một phút đã hết rồi. Bây giờ chúng ta có những thành ngữ nào nè các em? À, thầy có những thành ngữ như sau. Khi nói về sự tức giận, chúng ta nhìn vào bức hình có một bạn đang tức giận đó. Thì câu thứ nhất là nói gì đây? Bầm gan tím ruột. Câu thứ hai, cả giận mất khôn. Câu thứ ba, giận cá chém thớt. Giận chồng vật con. Khi giận, ai bẻ thước mà đo. Lửa cháy còn đổ dầu thêm. Thêm dầu vào lửa. No mất ngon, giận mất khôn. À, đó là những câu thành ngữ và tục ngữ nói về sự tức giận. Vậy thì bài học hôm nay của chúng ta chủ đề là gì về các em? À, chúng ta mở tập và sách ra chuẩn bị ghi bài nhé. Bài học hôm nay của tuần 6 mình có những nội dung như sau. Nhiệm vụ 4, kiểm soát nóng giận. Nhiệm vụ 5, tạo niềm vui và sự thư giãn. Nhiệm vụ 6, kiểm soát lo lắng. Rồi, các em chép tựa bài vào. Trước tiên, chúng ta sẽ học nhiệm vụ 4, kiểm soát nóng giận. Phần 1, các em hãy nhận diện những biểu hiện nóng giận và luyện tập kiểm soát bản thân theo hướng dẫn sau nhé. Khi bắt đầu nóng giận, em có thể làm một số biểu hiện sau. Người nóng lên, tim đập nhanh hơn. Vào lúc này, em hãy hít sâu, thở ra chậm, luôn nghĩ đến điều tích cực. Đối với người làm chúng ta giận, hoặc là việc làm chúng ta giận, để giảm cơn nóng giận nhé. Vì sao việc làm này lại giảm được cơn nóng giận, vậy các em? Điều quan trọng thứ nhất là thực hành điều hòa hơi thở như thầy đã hướng dẫn. Chúng ta hít sâu và thở ra chậm sẽ giúp chúng ta bình tĩnh lại như trong bức hình. Đó là việc kiểm soát nóng giận bằng cách điều hòa hơi thở. Khi tập trung vào hơi thở, bản thân sẽ không chú ý đến những việc trước đó, những điều làm chúng ta cáu giận. Khi điều hòa hơi thở, chúng ta điều hòa nhịp tim và vì thế sẽ bình tĩnh lại. Đó là nội dung thứ nhất của chúng ta. Các em chép vào tập nha. Bây giờ chúng ta thực hành việc này theo hoạt động cặp đôi nha. Các em hãy nói ra những điều tích cực của bạn mình trong 3 phút và nói luân phiên. Bây giờ các em có thời gian 3 phút để chúng ta nói, thực hành nói ra những điều tích cực của bạn mình. Thì sau đó chúng ta có thể đổi vai lại và chúng ta cho bạn kia nói và chúng ta nghe nha. Rồi, chúng ta có một thời gian để chúng ta thực hành. Ở nhà chúng ta có thể thực hành với anh, chị để nói về bạn mình cũng được nhé các em. Rồi, thời gian thực hành đã hết. Nếu chúng ta chưa thực hành xong, các em có thể ngừng video của thầy lại và thực hành tiếp nhé. Bây giờ để tranh thủ thời gian, thầy tiếp tục nội dung của bài học.
Chúng ta hãy nghĩ về điểm tốt đẹp của người khác cũng là một cách để mà giảm cơn tức giận của mình. Khi nghĩ đến những điều tích cực của bạn thì sự nóng giận cũng sẽ giảm. Các em cần thực hành thường xuyên điều này trong cuộc sống để kiểm soát nóng giận tốt hơn nhé. Các em có thể chép cái nội dung này vào tập nha. Bây giờ chúng ta hãy luyện tập kiểm soát nóng giận khi đặt mình vào trong những tình huống sau nhé. Tình huống thứ nhất, em bức xúc khi bị bạn vô cớ cao giọng với mình. Tình huống thứ hai, em khó chịu vì bị mẹ mắng do để nhà cửa bừa bộn. Số 3, em tức giận và quát em trai vì đã làm xáo trộn sách vở của em. Các em có 1 phút để thảo luận giải quyết 3 tình huống này như thế nào nhé các em. Sau khi thảo luận thì chúng ta có kết quả như thế nào đây? Em sẽ thực hiện kỹ thuật nào để giải tỏa cơn nóng giận của mình trong 3 tình huống đó? Chẳng hạn như tình huống thứ nhất, bạn vô cớ cao giọng với mình thì mình sẽ làm gì các em? Mình không nên nổi giận với bạn ngay lúc đó. Chúng ta sẽ hỏi lại bạn xem lý do vì sao bạn vô cớ cao giọng với mình để chúng ta giải quyết vấn đề. Đó là một cách hay đúng không các em? Và tình huống thứ nhì là mẹ la mình vì để nhà cửa bừa bộn thì chúng ta phải suy nghĩ xem việc mẹ la đó có đúng hay không, có phải là lỗi của mình hay không. Nếu mà đúng như vậy thì chúng ta dọn dẹp nhà cửa vì mẹ cũng muốn tốt cho mình thôi, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp thì rất là tốt, các em cũng thấy được cái hiệu quả của nó đúng không. Còn tình huống thứ ba là em quát mắng em vì đã xáo trộn tập vở của mình, thay vì vậy thì chúng ta có thể là dạy cho em nói việc đó là không có đúng, em không nên làm vậy, thì lần sau em sẽ sửa và em sẽ không làm xáo trộn tập sách của mình nữa. Đó là những cái giải pháp rất là hay để giải tỏa cơn nóng giận của mình đúng không các em? Vậy thì chúng ta kiểm soát cảm xúc trong tình huống như thế nào đây? Đây là cái tóm tắt lại nha. Kiểm soát nóng giận là một kỹ năng quan trọng đối với mỗi cá nhân. Nóng giận làm gia tăng nhịp tim, huyết áp, không tốt cho bộ não và còn làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội. Để kiểm soát nóng giận, chúng ta có thể điều hòa hơi thở, nghĩ về điều tốt đẹp của đối phương hoặc tránh đi chỗ khác. Rồi các em chép nội dung tóm tắt này vào tập nha. Sang nhiệm vụ số 5 có tên là tạo niềm vui và sự thư giãn. Một, tạo niềm vui và sự thư giãn của bản thân theo hướng dẫn sau. Các em hãy dành thời gian giao tiếp với người thân và bạn bè sau thời gian học, thời gian làm việc căng thẳng nhé các em. Chúng ta chia sẻ nói chuyện về các chủ đề khác nhau, lắng nghe và ghi nhận các ý kiến trong khi trò chuyện để câu chuyện luôn vui vẻ. Làm một điều mới mẻ như trồng cây, cắm hoa, học đàn, xem phim, vân vân. Và sau khi các em thực hiện những hướng dẫn trên thì chúng ta sẽ chia sẻ với bạn những kết quả đã đạt được khi tự tạo niềm vui và sự thư giãn cho mình theo hướng dẫn trên nhé. Đó là nội dung hướng dẫn của phần
tạo niềm vui và sự thư giãn của bản thân, các em chép vào tập. Rồi, chúng ta sang phần tiếp theo nhé các em. Bây giờ sang phần 2. Thực hành giải trí thư giãn khi em bị căng thẳng theo những gợi ý sau. Bây giờ sau thời gian học tập căng thẳng thì các em có thể viết nhật ký nè, chơi thể thao, đọc sách hoặc xem một bộ phim yêu thích. Thư giãn cơ bắp bằng cách căng và thả lỏng các cơ. Tìm sở thích mới, nghe những bài hát nhẹ nhàng. Đó là những cách thư giãn rất hiệu quả nha các em. Chúng ta có thể áp dụng. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi với thầy là ai thích loại hình giải trí nào. Đó, thầy sẽ nêu lên và bạn nào thích loại hình giải trí đó thì chúng ta giơ tay nha. Bây giờ ta bắt đầu. Ai chơi thể thao? Giơ tay lên các em. Ai thích viết nhật ký nè? Ai thích nghe nhạc nè? Chà, nghe nhạc chắc nhiều bạn ha. Ai thích xem phim? À, xem phim cũng nhiều bạn đó. Ai thích đọc truyện nè? Ta giơ tay lên nha. Và cuối cùng, ai thích trồng hoa, chăm sóc vườn? Ta giơ tay. À, đó là một số cái hoạt động giúp chúng ta thư giãn giải trí nha các em. Vậy thì các hình thức giải trí, văn hóa, thể thao của học sinh là gì? À, là dành thời gian giao tiếp với người thân, bạn bè. Là một điều mới mẻ như trồng cây, xem phim, nghe nhạc, vân vân nha các em. Em sẽ tự hỏi mình là em thích nghe nhất nhạc gì, bài hát nào. Và cảm xúc của em khi nghe xong bài hát, bản nhạc trên. Thì chúng ta sẽ tìm được cái sự thư giãn trong những cái hoạt động này nhé. Một số hoạt động như là viết nhật ký, chơi thể thao, đọc sách hoặc xem phim, thư giãn cơ bắp, tìm các sở thích mới, nghe những bài hát nhẹ nhàng. Đó là tóm lại một số hoạt động để giúp chúng ta thư giãn giải trí thì các em có thể chép vào tập nha. Đó là các hoạt động của chúng ta. Vậy thì tóm lại như sau: một số hoạt động tạo sự thư giãn, tạo niềm vui là cách chăm sóc đời sống tinh thần rất hiệu quả. Niềm vui giống như liều thuốc bổ cho tâm hồn tươi mới. Chúng ta không thể chờ ai đó tặng cho mình niềm vui, mà hãy tự mình biết cách làm cho mình vui vẻ nhé các em. Rồi, chúng ta có thể viết cái tóm tắt này vào tập nha. Bây giờ chúng ta sang nhiệm vụ 6, kiểm soát lo lắng. Một, tìm hiểu hướng dẫn cách kiểm soát lo lắng. Bước 1. Xác định vấn đề mà em lo lắng. Ví dụ, chưa làm bài tập, đi học muộn. Bước 2. Xác định nguyên nhân dẫn đến lo lắng. Ví dụ, sợ bị trách mắng, sợ bị điểm thấp. Bước 3. Đề xuất và thực hiện biện pháp giải quyết vấn đề lo lắng. Ví dụ, thời gian làm bài tập về nhà. Đặt đồng hồ báo thức trước giờ đi ngủ. Bước 4. Đánh giá hiệu quả của biện pháp đã sử dụng.
Bây giờ các em chép 4 bước này vào để chúng ta là tìm hiểu hướng dẫn cách kiểm soát lo lắng nha. À, bây giờ chúng ta sẽ thảo luận nhóm như sau. À, bước thứ nhất, khi nào em thực sự rất lo lắng? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, cần làm gì để vượt qua được sự lo lắng? Bước thứ ba, khi lo lắng em thường có biểu hiện tâm lý như thế nào? Và bước thứ tư, em có muốn thoát ra khỏi tâm trạng lo lắng không? Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận theo nhóm. Ở nhà chúng ta có thể thảo luận với anh chị của mình nha. Thời gian thảo luận là 1 phút. Từ sau khi chúng ta thảo luận thì chúng ta sẽ rút ra một số nguyên nhân dẫn đến lo lắng như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể là lo lắng về học tập. Thứ hai, chúng ta có thể lo lắng về quan hệ bạn bè. Thứ ba là chúng ta lo lắng về việc gia đình. Thứ tư là chúng ta lo lắng về hành vi có lỗi khi không thực hiện đúng theo cam kết hoặc là theo quy định của nhà trường, của lớp, của thầy cô chẳng hạn. Vậy thì cách kiểm soát sự lo lắng như thế nào đây các em? Một, xác định vấn đề mà em lo lắng. Hai, xác định nguyên nhân dẫn đến lo lắng. Ba, đề xuất biện pháp giải quyết vấn đề lo lắng. Bốn, đánh giá hiệu quả của biện pháp đã sử dụng, như chúng ta đã ghi ở phần trên trong cái khung đó. Hai, luyện tập cách kiểm soát lo lắng của bản thân và chia sẻ với các bạn về cách giải quyết tình huống sau. Nhóm 1, em lo lắng vì đến lớp không có bạn thân. Nhóm 2, em lo sợ vì mình bị bắt nạt ở lớp. Rồi bây giờ các em sẽ thảo luận hai nhóm và cho thầy kết quả nha. Rồi hết giờ, bây giờ nhóm 1 sẽ trình bày cho thầy cách giải quyết tình huống này nha. Em lo lắng vì đến lớp không có bạn thân thì chúng ta giải quyết thế nào đây? À, em sẽ gặp bạn và nhóm bạn mình muốn chơi cùng và chia sẻ với các bạn đó về nỗi buồn của mình, thực sự mong muốn được các bạn chơi với mình. Nhóm 2 thì chúng ta có thể rút ra một cái kết luận gì đây để giải quyết vấn đề này. Em lo sợ vì mình bị bắt nạt ở lớp. Thì cách giải quyết sau đây. Chúng ta có thể nhờ lớp trưởng hoặc là giáo viên chủ nhiệm làm cầu nối giữa mình với các bạn, đẩy chai mình. Đó. Thì chúng ta sẽ làm hòa với các bạn và từ đó chúng ta không có những cái mâu thuẫn và cũng như các bạn bắt nạt mình nữa. Vì đã có lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm làm cầu nối và làm trung gian để giải quyết các cái mâu thuẫn cho mình rồi. Vậy thì kiểm soát lo lắng là một trong những kỹ năng điều chỉnh cảm xúc mà mỗi cá nhân cần rèn luyện mới có. Lo lắng làm ta bất an, biết kiểm soát lo lắng sẽ thấy bình yên trong tâm trí. Rồi các em chép vào nha.
một số cách kiểm soát cảm xúc của mình. Ta biết cách cảm xúc, biết cách kiểm soát cảm xúc của mình thì rất tốt nha các em. Thì bây giờ chúng ta sẽ tóm lại một số cách để kiểm soát cảm xúc của mình. Tự tin vào bản thân, đó là việc thứ nhất. Như chúng ta nhìn vào hình đó, có dòng chữ tiếng Anh đó, nó nói là I can't, tức là tôi không thể, đúng không các em? Thì chúng ta sẽ biến thành I can, là tôi có thể, bằng cách là chúng ta cắt bỏ dấu phẩy và chữ T phía sau đi, thì thành I can, là tôi có thể. Tức là làm việc gì mà không thể thì chúng ta biến thành có thể nha. Việc thứ hai là chúng ta sẽ điều chỉnh hành động cơ thể cho chứng tỏ chúng ta là người tự tin và bình tĩnh trong mọi tình huống. Và việc thứ ba là một cái hoạt động khá vui là cảm xúc gì nắm ngón tay tương thích, chẳng hạn như ta lo lắng là xuất phát từ lá lách và dạ dày thì là nắm ngón tay lại để giảm lo lắng, sợ hãi là ngón trỏ chẳng hạn thì nắm ngón tay nó lại thì chúng ta bớt sợ hãi, tức giận thì nắm ngón giữa, buồn thì nắm ngón áp út, và căng thẳng là ta nắm ngón út lại để bớt căng thẳng, và ở giữa là chứng tỏ điều hạnh phúc đó, là lòng bàn tay của chúng ta đó. Thì đó là một cái hoạt động vui. Bài học chúng ta đến đây kết thúc, thì hướng dẫn về nhà thì các em sẽ chuẩn bị cho tiết học hôm sau ở tuần 7 là các em hãy chuẩn bị nhiệm vụ 7-8 chủ đề 2 chăm sóc cuộc sống cá nhân. Nhiệm vụ 7 là suy nghĩ tích cực để kiểm soát cảm xúc. Nhiệm vụ 8 sáng tạo chiếc lọ thần kỳ. Các em chép vào để chúng ta chuẩn bị trước hai nhiệm vụ này cho tiết học hôm sau nhé. Cảm ơn thầy cô và các em đã chú ý lắng nghe.